kiểm tra về pháo không? Kiểm tra được những tên lửa. Nhiệm vụ có 4 tên lửa chính lâu. Kiểm tra máy hỏi trạng thái là điều kiện. Nhớ được. Những năm qua, tiểu đoàn S-300 được đầu tư trang bị các loại vũ khí khí tài hiện đại. Nhưng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, thì yếu tố con người luôn được đặt lên hàng đầu. Chính vì thế mà hàng tuần, anh Hiếu luôn nghiêm túc duy trì huấn luyện kíp chiến đấu nhằm nâng cao khả năng sử dụng thành thạo, vũ khí trang bị kỹ thuật. Anh cũng duy trì thực hiện nghiêm 4 biết trong quản lý vùng trời, bảo đảm phát hiện, nhận dạng thông báo mục tiêu kịp thời chính xác và xử lý đúng các tình huống tác chiến phòng không.